Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì lời đầu tiên thì cho mình gửi lời xin lỗi của mình và anh em trong team đến với tất cả các bạn là trong khoảng thời gian 2 ngày lỡ thì các bạn biết rồi, chỉ có mình là mình độc thân vui tính thôi. Còn ba đỡ mình, ba anh em mình con gáo gáo dữ vậy. Mấy anh mình mà kêu ông đỡ à. Thì ba ông anh mình là những người đàn ông của gia đình, các bạn có vợ có con, cho nên là cũng dùng cái thời gian đó sau mấy tháng miệt mài làm video cho các bạn thì cũng dành 2 ngày đó để dẫn vợ con, bồ nhí, bồ cũ, bà quên gia đình. Không có nói sao chứ đỡ sao nói mình nhí một đồ á. Đỡ đỡ. Nói mình có thôi chứ sợ gì em. Thì phía sau mình kia là chú Kỳ đang sửa cái máy quạt lạnh nha anh em. Còn bên trái mình đây vẫn là anh Phương Drum. Phương người ta hay gọi anh là Phương Mộc Chì, gác ba Phương cũng được. Còn kia là Ten. Thì hôm nay anh em mình trở lại công việc. Thì hôm nay mình thấy anh Mẫn anh đang sửa cái máy lạnh tàu quá, cho nên là mình quay một đoạn cho mọi người coi. Còn anh Quắc anh kêu là ngày 2 tháng 5 này vẫn là ngày lỡ nha các bạn. Mình nghĩ cũng ra luôn. Đi cho lỡ đâu. Nhưng 2 tháng 5 vẫn là ngày lỡ mà hỏi lỡ gì cũng dám nói. Thì tí nữa mình sẽ lên nhà anh mình thăm sau nha. Mua đồ mua đạc gì gia đình ăn nữa chứ gì nữa là đâu chắc nói anh em. Thì cũng xin lỗi các bạn đã không ra video trong 2 ngày đó, nhưng mà từ giờ về sau thì ngày nào cũng ra nha các bạn, do anh lỡ mà. Thôi mấy bạn thông cảm. Thông cảm đâu chứ ai sinh ra cũng phải có lỗi lầm trong cuộc sống này đó. Không làm gì vậy, không có tội lỗi gì đâu mà ai cho ông bị kia da nó đen thui. Quả chắc sẽ còn chấp lên được cái thau đi gì vậy, cái quán cà phê ai làm tiền quần đen tao tọc máu á. Ủa Mẫn vậy quán cà phê ai làm tiền? Tao lụm cho ai? Ông lụm là tụi tôi cần gì giúp ông? Mày sao? Ông ơi này, tọc máu không nha. Sao hơi bây giờ xưa sáng đúng vậy? Thôi nói chung má nè mình vô quay ngồi tâm sự với khán giả. Ông làm gì cỡ ông đi. Rêu rêu. Thì nói thiệt các bạn, giờ trời nó đang... Để vô đi em. Giờ này mới đi mà. Chạy đi lấy đồ khối khối cái gì. Ngày nay ông không làm ấy. Chắc nghĩ không làm nữa. Chứ Quốc ông làm mà ông Mẫn làm chi? Đúng. Đồ vậy chắc nghĩ nữa nè. Còn gì à? Trời ơi. Ủa chứ nói cho ông đi đâu vậy? Nó luôn à. Rồi vậy thôi anh Mẫn hạ lộ nằm ngang nha. Anh Phương gì mày khác vô. Ê nha, rốt ghẹn nhanh gọn chứ không phải là cái chuyện này dở làm ăn nổi. Ý là vợ chứ không, con vợ đi ngủ đâu, không biết đi ngủ nè, em vô thăm tính rồi. Đừng dạy tụi mình làm về thành ăn cắp mẹ không. Bảo chú nói con đồng viên đó, con có im nó kêu mình đi chưa. Anh chưa tớ nó cộng anh cứ gì, anh cứ gì xe này. Gì, gì, gì. Nhanh, mát chứ, mát chứ, còn nhân viên không dạy cái tự trách. Tụi mẹ yếu dữ mày. Cái đây tao bưng một tay là tụi bưng như hai người. Rồi tên lên giữ xe nha, đó lấy xe tao đi. Là bản tin an ninh thế giới. Hai thanh niên ăn trộm máy quạt nước đã bị chúng tôi tóm gọn vào một buổi chiều tại một cái liều. Thì đố các bạn nha, các bạn theo hết video này rồi coi anh em tụi mình đi đâu nha các bạn. Hết đường. Ok mọi người nha, thì bây giờ anh em mình đã tới nhà anh Quắc rồi. Vô. Từ từ đỡ ra, cái kêu cũng ra chẳng bất ngờ. Vô, kêu hả? Vô, anh không? Mà kêu, đó đây nè. Thì anh em mình rất là thương anh Quắc nha các bạn. Luôn tạo những điều tốt đẹp nhất dành cho anh Quắc nha các bạn. Thì nãy mình đã gọi anh Quắc kêu là anh em chuẩn bị mang què lên thì chắc anh đang chờ ạ. 2, 3 vậy. Ông đâu nào? Anh đâu ông nào? Đừng có nhìn nè. Chưa rồi. Ui trời ơi. Gì đây? Trời ơi. Vừa ăn mì. Trời ơi. Vừa ăn mì tôm vừa coi bi ngô lai. Tại sao con đang nói là xịt hùng cơ không? Nhân này anh em ăn miếng. Ông tẩu cơ dữ không? Ông tẩu cơ dữ vậy. Yeah. Tung cho tàu thằng bé nó xinh. Ui đầu ô. Kìa kìa. Yeah. Wow.
À, lại em nào, ngoài. What? Cái đồ ngươi. Thì đã gọi trước rồi, để gọi trước rồi lên tặng quà đâu. Chùi anh bệnh dữ quá. Cái gì ngươi, trời ơi, ông bệnh dữ không, ông ngầu, ông vừa ăn bi vô, ông vừa coi như vậy. Trời ơi, ông bệnh, ông bệnh dữ quá. Chưa ăn vùng mặt, chưa ăn. Trời ơi, ông bệnh kìa. Tụi mẹ đâu, né mẹ, ghê. Em vùng đôi mé vô rồi. Mày em nhẹ ra, vừa cái chơi chết chứ mày. Trời ơi, mẹ. Lột. Mẹ. Trời ơi, tôi ăn kìa, tôi ăn kìa, tôi ăn kìa. Vậy, giờ 3 giờ chiều mà chưa ăn. Rồi, giờ ông không vô. Ôi, ôi, nhà điên tư tao, mày cái đến cho tao chút điên tư. Ông có cái gì đâu. Đã nói là tặng quà. Anh em nó góp tiền nó chạy lên kia nó mẹ anh muốn mời không là quá. Nó mua cho ông cái món quà sinh nhật. Tới rồi rồi đó anh. Anh bỏ là quà sinh nhật mua trước kia với chị mẹ. Mà có nhận không? Mày tao đéo nhận vẫn kia. Cái nhà là cái nhà cho. Tôi bưng về thiệt luôn, ông đừng có. Gì vậy? Mày gì vậy? Quán nước thấy về rồi động vợ con nó nắm tôi lấy cái quà đi mẹ. Mà cho mày không cần. Vợ con ông nó ném tôi thấy tôi tậu tôi khóc. Anh em tôi ném đêm tôi khóc. Mà ném mẹ. Anh em không? Anh em tôi thấy là đừng có chơi nó đi em. Đúng. Tôi đây là một cái nhà riêng nè. Anh nhớ. Quả chơi tôi chờ là tới nhà ông còn nói gì nữa không? Thì này cái nhà tương nhau tôi là tôi sở thích tôi riêng. Cuộc sống tôi sở thích gì coi mấy anh máy nhảy đến tay chúng ta. Mày mẹ làm cái ní mày. Mở tôi. Thấy không? Sao quỳ nữa mày. Cho mày quỳ chơi. Thấy không? Anh em tao hút tiền mà tao lấy chi tao chối luôn. Anh em, ngồi rồi vậy thôi. Rồi. Tao tên bưng gì à? Tấm lòng của tao không có. Tên. Bưng anh. Tôi với ông Phương, như ông bé đi, mẹ đi. Kiếm cái quạt mua lại cho. Ở đây bưng ra. Cho anh cô ơi, ông làm cái trò. Ông biết rồi. Đem về đây anh cọ che. Coi nó quạt nó chạy được không? Cái quạt thì chạy cũng được không? Đó chưa được. Buồn thấy mệt, không ra gì đâu. Rồi, đỡ cho ông thử coi thử quạt chạy được đâu chứ. Trời ơi, dưa leo đồ ngon dữ rồi. Nói chung là cái này nó cũ nhưng mà là ông bán rẻ lại. Trời ơi, tự nhiên mua tôi không tin đâu. Mẹ. Ông buồn đây không? Tôi nói thiệt, nhà tôi là tài sản của riêng tôi. Đúng. Kép riêng của tôi sao anh em cứ vô nhà ông cứ gõ cửa, cứ lỡ phép, nó nói lại vậy. Tôi muốn làm cho ông bất ngờ nhà. Còn muốn ông ơi, ông muốn anh để ông ấy chứ phép tôi. Mày tôi muốn tới dậy như làm gì đâu, phải ra ngay. Cái đồ. Rồi đây, cái rồi chắc tôi nói tôi tặng ông chứ tôi kêu bố tới ông hết rồi. Bật được mát không? Dạ nó cũng quá chảnh. Bây giờ tôi kép riêng như sao cứ muốn vô nhà là vô. Bé, bây giờ anh có nghe em nói không? Chưa anh gì hết trơn vô anh có mời tôi nè. Tôi biết tôi đó đó luôn à. Hồi bữa là anh nhớ sinh nhật anh không? Em tặng anh đâu nhất rồi. Giờ ở gì em chè ra. Em đi. Sinh nhật tôi ông trời em nữa không? Thấy được. Rồi quên nó mát kia. Hồi đi. Hồi nói anh nghe cái quạt này là em mua lâu rồi mà nhà em không có xài. Em muốn đem lên tặng cho anh nè. Được không? Ủa chứ anh thấy nó cũng rồi. Đúng không? Mà sao đi về thành ông tặng riêng mình tôi thôi chứ không? Sinh nhật chứ tụi tôi có sinh nhật đâu. Tối là tối quà khác nhau, không hiểu không? Không hiểu không? Nè mấy chú, ông Phương nè nè. Chùi à, tối quà ăn nè luôn nha ông Phương. Rồi, má không? Bạn thấy má không? Rồi. Đã chưa? Ông kéo đầu yêu anh em. Ông còn khép nữa không? Mới giờ vợ con tôi, gia đình tôi nè, nếm hồng. Thì mấy quà ở đây sao mát được? Dạ, bữa này lên nhà anh mấy bữa, nếm quá, thật sự nhàn quất, nếm lắm như các bạn, tậu lắm. Bây giờ ông có tặng tôi tiền không? Ông nói tiền đi. Ông chắc vô đập phàm luôn rồi, ông khó lại luôn. Ông đem lên đi. Ông Phương tiền như của mày nè mày. Ông Phương chớ vào đây á, ông Phương chớ. Anh tao không có. Mà sao cái điểm con nè, sao 2 chia 2 không? Đó đó nha, bà tôi mày ní mày. Cái chồng mất. Sau rào xe ông luôn. Hết chỗ con nè luôn. Ôi nó bạn nước rồi anh em muốn gì chiều. Chú mày không con. Công nhận các bạn mát lắm nha các bạn. Mát cơ lắm. Tiền đi anh mình đi đây. Anh không biết mua được sao anh. Đỡ tôi vô mua ông anh em trong gói ngày luôn. Cảm ơn bố quá. Hoa ha anh em bữa này tốt cho tôi phải không hả? Anh này hãy nói một lời gì với khán giả. Nói chung là cảm ơn các bạn. Mấy ông trời dữ rồi. Nó giật kinh không. Tiếp cái đồ. Nó xúc động á. Bữa giờ nghi lỡ rồi quá sao nó không dám. Nè mẹ ông kêu ngày 2 tháng 5 ngày lỡ là ngày gì. Gì vậy tao không bị ra bá như thường hay là sao mày. Anh Quốc có nói là giờ Quốc đại gì cũng được à. Em xuống lạnh nha. Được không? Tôi lạnh đi. Giờ có cái quạt rồi. Đồ. Đâu, em thấy vợ con anh giải được rồi. Nói cho mua cái quạt nước. Trời ơi, wow, thiệt á. Tự nhiên cái tại sao ông tặng tôi cái quạt? Ủa chết thì giờ anh em ai khổ, em tặng cái giờ dư đỡ nhà làm gì? Đúng rồi, đồ giá như vậy. Ý là hồi em mua lâu rồi, nhưng mà giờ em không có sử dụng nữa, em đưa cho anh. Nhưng mà quạt đã mua nhiêu? 2 triệu. Điền sao 2 triệu hồi em mới mua. Hồi 4-5 triệu á. Hồi mua bao nhiêu? Đâu ơi. Thôi đừng có lạy tôi, đụng lạy. Đi chay. Kêu nữa không? Tao tên đi xuống rửa mặt ở đây. Xúc động quá. Được.
em hạnh phúc quá em không? Giờ con tôi chắc hạnh phúc lắm. Em khóc luôn rồi Quang à. Ai Quang à? Ai cha? Sao vậy? Quang 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 sao mày? Quang bé mày chạy lên cố chậm. Quang này tối hoài đây rồi. Giờ có quạt rồi chứ vợ con tôi chồn tiền tao tao ui ô trái cây tối nay tôi nói với vợ tôi là tôi mua quạt đây này làm vô tóc có tiền rồi với bộ vậy á trời ơi thôi cỡ mẹ đó tập luôn tập luôn để tanh công ra nhảy đi tăng 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 nhảy đi. Chị là chưa? Cảm ơn. Trời ơi, muối. Em cũng nhét là thịt nhớ đi. Bình thường giới gì không cho ăn đâu mà lo. Trời ơi. Đỡ làm cái nha mấy người. Mang, đỡ làm cái luôn em. Mang mua ấu gì, mua toàn đồ ngon không các bạn. Ngon mà. Mẹ, điếm vợ thương vợ thương con được. Ê, ông Hương, ông giờ ông xin cái mấy quạt này anh bắt. Cho luôn. Đúng rồi. Mấy quạt này gì mấy chục ngàn. Cái gà đã, anh em mình là phải thương yêu nhau. Không đem chỉ cho nhau. Muối mà muối nặng. Muối đỡ, tôi đừng mua một phe. Không phải, đỡ, ăn mắm đường với sao em được. Chùi anh bắt ngàn đã, anh em anh lúc sao bằng lăng sao mang. Cho tôi nha. Má, nó cảm động. Cho tôi nha. Chưa bây giờ, tôi gặp lúc kìa luôn. Thế là cho tôi nha. Ờ, vợ con vừa bữa nay tôi nói tôi mua quạt. Ờ có quạt hay mặt mới này mà tiền nó lắm. Mua cho nhà cũng đẹp lắm đó mà. Chị cũng nói tôi để giờ đành tôi mua mấy quạt nữa đây sao. Thôi anh Quốc, đợi em nói cho khán giả nha. Ok anh Quốc, giờ anh diễn ra cái cảm xúc của anh đi. Dạ anh mang bật đây luôn nha. Bật em có nè. Anh hết luôn. Trời ơi em có đây là ngon lắm á. Biết á. Anh hết đi. Thôi đâu giờ nhà ông ráp bé đồ bó mà. Nhà ráp bé đồ bó không đem gì. Con đi kia luôn đi. Đem đây xe mẹ. Anh Quốc. Bây giờ anh hãy nói cái ba anh em đứng gần nhau nè. Nói về cái niềm hạnh phúc ngày hôm nay đi. Cảm ơn nghe tin. Cảm ơn Phương cháu quạt lên nhà tôi. Ông thấy chưa? Đúng rồi anh em thực gặp. Thì mình quay rồi chứ này. Không trải nữa không tin. Mình sống mà phải biết chia sẻ. Đúng không? Giống như anh có đồ ăn nè, anh chia sẻ cho em. Đúng. Để cho ông thấy tôi bữa nay sống không? Được, nay là có quay cái lại là được. Em nói anh nè, thằng Ten nó tính làm nó lấy cái đó để giục cho chó rồi hả mày, nó cầm lên nhanh. Mẹ mày nói vậy mày? Thôi anh rồi. Có, nó chém mấy lạnh rồi, nó không có chè hoặc nước nữa. Anh Dư. Trời mày, tôi được rồi, anh cũng chịu không đâu, nó quất không? Không, mắng, anh quất nó giúp điểm gì hả? Không, anh Dư. Không, anh Dư. Anh Dư. Anh Dư. Anh Dư. Anh Dư. Anh Dư. Ê, sinh nhật tôi cho ông tặng tôi chiếc, tôi buồn hơn lắm. Mà bây giờ ông tặng tôi giờ tôi hạnh phúc. Anh quát lên anh. Ai nhiều em tôi không làm được luôn. Nghĩ anh em mình sinh nhật mình ông tặng gì hết mình buồn vậy. Nói ngon quá anh em. Em sắp anh quát ơi, em sắp. Mình đi vậy. Lại đi. Không có người ra vậy. Thôi giờ không chứ rồi. Tụi em thì cũng vậy đâu. Ông thương là thương ăn cốt luôn. Trời ơi, mát quá nha mọi người. Mát coi quá luôn. Cảm ơn quá. Ông có quạt nước không có. Đi đi. Ông quốc đem theo rồi đi. Thôi, vợ chồng ông mát rồi, ủi cái. Chưa. Cái này chia rồi nha. Anh quốc. Dạ nha. Trời ơi, cái bức tranh hạnh phúc quá các bạn. Trời ơi, bưng các bạn. Nếu ngừng quá. Cái gì không? Mấy quạt đâu? À, mấy quạt của anh Vương nè. Vương, mấy quạt đi đâu? Đi đâu? Nó dẫn ai được không? Mẹ giờ bỏ đi. Ủa, Vương gì vậy mẹ biết đâu? Nó mùa hôn cơ chỉ lại ông hậu. Bước ngược hết rồi. Ok đó. Mấy quạt của quán không? Đi hỏi tôi. Chừng nào mà lên tới nhà bằng tan mới biết. Sao mọi người? Cô ạ. Tụi em trên đó rồi mà chồng em cũng có buồn áo quá. Sao vậy? Quá nãy giờ mình nhân viên sao nó uống nó đâu tới đâu. Rầu. Nãy mày vậy rồi bán kia rồi. Không làm gì nữa. Thì có hồi lúc đó anh hiện nay anh em tới xưa đó chưa không? Nếu xong rồi che. Còn ráp lại nữa rầu quá.
Dạ. Mày dạy mày đi, mình đi mày sữa không? Không đi. Lấy tiếng nói chuyện mày. Bây giờ chào anh cho chúng ta. Chào anh. Mấy sữa trong rồng không có trong ngàn rồi quá. Đây ba đêm còn đây cũng phải ông sữa đi. Đi nó tẩu quá thôi đi. Ông báo đêm đêm chục ngàn rồi chứ. Giờ chắc sao rồi. Biết sao vậy? Tao sữa xong đâu. Thôi chị lên nói đi. Chị lên nói ông chứ. Lại này. Đồ mấy đây ông. Các lời giải rồi mấy sữa trong rồng rồi. Đi đi ta thấy ông tẩu cái chúa lên. Chị có chị để chối cho. Mắm đi dùm cho ông. Trời ông. Ông kêu là hơn bánh xe. Chứ cái máy này tốt dữ vậy. Bánh xe bánh đổ hơn luôn. Sửa đâu, phải cầm. Sửa đâu. Bây giờ anh chạy ra chỗ máy này thì ông kêu kia máy. Mà giấy này được ông đưa đâu. Thấy đâu. Chứ ông ngã vậy đường tầng lũi trực tầng ngang kéo luôn rồi. Đơm lấy tờ giấy. Mà rắn nữa thì chào tên. Để cho ai chẳng chẳng. Sửa chứ, cũng nói nữa. Cái mấy người sửa, sửa chẳng chẳng luôn. Tôi để chế vô đàng hoàng chứ. Tôi phải tìm chú ai ấy. Hôm nào đang ngáo nha các bạn, không biết chuyện gì đang xảy ra nè. Đột giờ xóm làng đang kinh động rồi, mày nhắc vào qua coi. Mày kinh quá. Gì vậy em? Gì vậy? Ví dụ gì vậy? Mày sao dùng gì tha đúng lộn vậy? Ông biết lấy quạt tao không? Mày sao vậy? Mày quạt quạt của tao không? Ai biết đâu, tôi để cho tôi về nhà mà. Mày quạt quạt của anh á. Em phải nhớ anh mà. Không, ông Hương kêu quạt của ông Mẫn. Ủa là sao? Là sao? Tụt mỏ đi, mày quạt tao đẹp. Nghĩa mày. Đúng lùa. Ôi dừa mà. Hai anh bình tĩnh đi, chuyện gì vậy? Làng xuống. Tao léo lắm bây giờ, bữa nay tôi quýnh lộn luôn á. Mày tụi quán mỏng ngẩn dữ như vậy đúng đúng rồi. Sao quạt tôi tặng tao để giờ luôn. Không chưa cho tao sửa luôn mình nữa máy rồi. Sửa gì? Quạt tiền tặng tao đúng đi. Đúng rồi, đâu là ông làm cái quạt này nhớ tao rồi. Nhớ cái thiệt ở đây. Nhớ cái gì? Mày. Ê, đồ nó đang quạt nha, mình lớn nó đầu hiểu không? Đồ mày tôi không hiểu sao anh em mình cứ cái. Tôi nhé, tôi nhớ nó tặng tôi. Tao giết mày luôn á. Bây giờ em bay chuyện biết là bay xe tàu luôn. Chết đi chào tiền. Chết đi chào. Quạt quạt con mỏng. Quạt của tao. Ông Hương, chứ tụi tôi sao chớ được ông Hương á? Trời ơi, cái quạt này cái trần này chờ người ta nào chớ đi. Hương, cái quạt trâu đâu, cái này nó như kia vậy. Mày đi trâu, mày mới chơi đâu. Mày trâu chân này hả, mày trâu nó mấy. Không chơi gì, quỳ gì tôi biết rồi nha. Mày phải cố tình trâu thằng cho mày. Cảm ơn quá nha. Ổng như là con chó luôn. Chùi nó ngọt. Kiểu đâu, kiểu đâu. Nước là hậu nậu. Mày, ông Hương trốn rồi. Trời, tao điên chứ mày. Cho tụi ông Hương trao lên mày đâu. Vâng. Chô ra giải mà ông Hương mới lên trong lấy. Tao còn cái gì nữa trâu nữa bây. Mày bây giờ trâu vừa phải lớn thôi chứ đâu phải là nhỏ mọn đâu rồi trâu kia mẹ. Thôi anh tự giải quyết nha, tụi em gì à? Tụi em biết nha, tụi em. Gì sao vậy? Tụi em bưng lên giùm thôi mà, tụi em không làm gì hết á. Vậy đi giờ cái mấy quạt tao sao tụi em gì à? Tụi quạt tao tụi tiện luôn mẹ đậu Hương đâu. Chú quạt ông Hương quá á. Tao mà chỉ
Ok các bạn nha. Thì hai người thanh niên này là đang cãi nhau nè. Thì ai biết? Đúng rồi, trai cũng như mày. Trời. Cô tới rồi. Quá trời luôn. Trời. Nãy giờ có lộn gì đâu mà lớn luôn à. Mấy ông á là ông tự do chứ à? Mày đang cố tình mày trao đúng không? Trao đầu tôi đeo đeo quá. Đeo đeo cái gì? Tôi đeo đeo cái gì? Tôi đeo mày chờ cho mày mày bị dưỡng dẫn. Cố đạn chứ, cố bé. Đồng đại nguyên quả. Hồi đây nói cho mình về đơn quá anh ơi nhà anh Châu. Rồi giả nhanh quá, cảm ơn anh em. Tao cũng có mấy quạt tự dẫn. Tôi lấy mày đó quạt như sao bé tháng được không? Wow, tao wow. Wow. Quạt của tao ai? Quạt của Quang. Quạt gì hết chứ là tui vậy trời. Quạt của Quang. Quạt gì hết chứ là tui vậy. Trời ơi, giấc mơ nó dục tách rồi. Không nữa. Vậy thôi nha, quốc về nha. Từ đi rồi mới vui về tui. Thôi em lấy lại. Dạ. Chết tay tui lấy lại. Vui về tui. Ông nào à. Ông có bị điên không? Tu ông tới giờ mất ai nhiều đâu, đúng không? Không. Mày đứa không? Mày chết không? Cho đâu, đem đi nhà đâu. Mày chết được. Tôi lại phải không? Được tôi vô về tôi vô. Tôi lại. Đều đều gồ quá em không? Thôi, vậy đâu, ông đuổi gì thì mình gì à? Ê, em ẩn. Bây giờ là... Không, không, mày. Bây giờ là anh Vương. Anh lấy ăn riêng trăm rưỡi, trăm rưỡi đâu, chở về quá. Trăm rưỡi. Không đâu, không quan trọng con mà không chịu được. Dạ, ông lấy xe bài gác lên chơi giùm. Kìa, xe bài gác kia nhưng mà 250 ngàn. Dùm đi rồi sao vậy? Dùm đi, dùm đi. Ông đem ngàn. Lớn, ông lâu, lâu mà. Ông điếm dữ không ẩn? Điếm gì, điếm. Mấy quạt. Ông chở gì vậy? Ê, tao điếm gì vậy? Tao nốt, tao nốt. Ông đem 100 ngàn. Dứt, ông đem 100 ngàn. Dứt, ông nghỉ, ông phải dừng tao. Ông đi, ông hỏi. Ông đi, ông hỏi. Ông đi, ông hỏi. Ông đi, ông hỏi. Ông đi, ông nam thanh niên vẫn chưa thở hòn hồn. Thì anh em tụi mình xin chào anh nha. Chúc anh trước đi. Anh lỡ. Nghe gì tôi nói lại cho mày nước đó. Mà bạn đã tặng tôi cái quà. Ông đưa nước đây. Ông tặng tôi mà không có chạy. Tặng đầu thâu. Ở đây. Ông gì à, đi. 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 Ông g